Xin kính chào quý vị, tôi là Nguyễn Thanh Nghị, chủ nhân của sản phẩm nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị sản phẩm mẫu mã mới. Trên nắp chai có dòng chữ nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị. Phía trước có mã số thẻ cào để cào và nhập vào website nhathuocthanhnghi.com.vn để biết nhận biết sản phẩm chính hãng. Và thuốc cũng đã có mã số mã vạch để nhận biết sản phẩm của nhà thuốc. Sản phẩm cũng đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho kết quả kiểm nghiệm tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Và cũng đã được chứng nhận về đăng ký quyền tác giả của Cục Sở hữu trí tuệ. Và sản phẩm nước súc miệng cai thuốc lá cũng đã được chương trình truyền thông xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh quốc gia chứng nhận đạt top 50 sản phẩm thân thiện và có lợi cho người tiêu dùng năm 2016. Tôi xin chân thành cảm ơn những quý vị đã khách hàng đã sử dụng sản phẩm nước súc miệng cai thuốc lá trong thời gian qua. Và cũng nhân đây tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới quý vị đã mua nhầm thuốc giả thuốc nhái trên thị trường do có một phần lỗi của nhà thuốc chúng tôi. Và xin chân thành cảm ơn.